Hello, xin chào các bạn. Trước đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn những clip về cách build những chiếc cây desktop. Và một thứ quan trọng không kém cho một chiếc desktop hoàn chỉnh đó chính là màn hình. Và ngay bây giờ, bên cạnh mình lúc này đây, đó chính là chiếc màn hình mới nhất mang mã số PDS241 của hãng AOC. Theo mình thấy thì đây là một chiếc màn hình có thể làm siêu lòng không chỉ những doanh nhân văn phòng mà cả những chuyên viên thiết kế nữa. Vậy thì bên trong chiếc màn hình PDS241 này có gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Và việc đầu tiên mà mình sẽ làm đó chính là bóc hộp em màn hình này. Thì AOC241 thì có một cái hộp khá là to, bên ngoài là màu đen và có được in màn trên màn hình. Các bạn nhìn thấy trên màn hình ở bên ngoài. Wow. Đây, thứ mà ta phải lấy đầu tiên đó chính là túi đựng là các quyển catalog và cả đĩa CD để cài các phần mềm như là driver tích hợp vào. Nhưng mà bây giờ mình rất ít khi sử dụng cái CD này. Thứ nhất là do bây giờ mình không sử dụng ổ đĩa CD nhiều nữa. Và thứ hai là mình hay thường cài và tải những cái phần mềm này ở trên mạng. Và thêm vào nữa thì bên trong đó thì có một kèm theo một chiếc khăn để lau màn hình. Đây là một chiếc dây mini HDMI. Màn hình này sử dụng dây mini HDMI rồi. Và lại có một chiếc dây HDMI nữa. Mình cũng chưa hiểu cái cách kết nối của cái màn hình này như thế nào. Đi trong. Đây là dây nguồn. Là một chiếc dây nguồn. Không phải điều khiển các bạn ạ. Cái gần như đây là cái adapter màu bạc mà có thể là nhìn thấy ngay là một đầu là mini HDMI và một đầu là HDMI và cổng nguồn. Wow, một cái thiết kế khá là hay. Mình chưa nhìn thấy cái kiểu thiết kế này bao giờ. Sau khi lấy được màn hình ra khỏi vỏ hộp thì chúng ta có thể thấy là chiếc màn hình này có một kiểu dáng vô cùng là lạ. Đấy, việc tiếp theo là mình sẽ bóc cái miếng dán này đằng sau ra để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được logo AOC ở mặt sau, rất là đẹp. Chắc hẳn các bạn ai cũng biết về mẫu xe sang Porsche phải không ạ? Và điều đặc biệt đầu tiên mà mình muốn nói tới chính là dòng màn hình PDS241 này là một đứa con được thai nghén từ sự kết hợp giữa AOC và xưởng thiết kế của hãng xe danh tiếng Porsche. Chính vì vậy nó có một thiết kế kiểu dáng vô cùng đặc biệt, không chỉ thời trang mà còn rất hiện đại. Mình rất thích kiểu dáng thiết kế lệch sang một bên như thế này. Chân đế có màu trắng bạc, được bo tròn ở các cạnh. Kiểu dáng và màu sắc này đem đến cho màn hình một phong cách mới, phải gọi là rất phá cách, tạo điểm nhấn sang trọng khi đặt lên mặt bàn làm việc của các nhà điều hành tập đoàn, cũng như là tạo cảm hứng cho các nhà thiết kế hay là họa sĩ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử kết nối chiếc màn hình này nhé. Đây, mình sẽ cắm dây nguồn vào cái adapter này. Và tiếp theo, dây mini HDMI. Dây HDMI. We'll be right back.
Nút khởi động thì nằm ở phía bên cạnh phải của màn hình, và khi khởi động lên thì chúng ta có thể thấy logo AOC và dòng chữ Design of Studio Porsche, tức là được design bởi sở thiết kế của Porsche. Hiện nay ở trên thị trường thì có rất nhiều màn hình cung cấp những tính năng ấn tượng, nhưng lại có nhược điểm là có nhiều dây cáp khiến cho bàn làm việc của bạn trông như một mớ hỗn độn. Với chỉ một dây cáp đằng sau và được đi chìm ở trong chân, dẫn đến một adapter được kết nối với HDMI và nguồn điện. Thiết kế sáng tạo và gọn gàng này gần như đã thủ tiêu toàn bộ mớ dây cáp hỗn độn đó. Và bây giờ trên bàn làm việc của bạn chỉ có màn hình và màn hình. Kiểu kết nối với một dây cáp duy nhất phía sau màn hình khiến cho thiết kế của nó mỏng nhất ở mức có thể. Nơi mỏng nhất của màn hình chỉ là 5,2mm, thậm chí nó còn mỏng hơn một chiếc điện thoại thông minh đời mới bây giờ. Thế nhưng phần phía dưới màn hình thì lại dày hơn một chút vì nó có chứa các linh kiện điện tử bên trong. Bên cạnh thiết kế độc đáo tối giản thì chiếc AOC PDS241 này là màn hình không viền với chất lượng hiển thị rất tốt. Với tấm nền AHIPS độ phân giải Full HD 1080x60Hz có góc quan sát đến 178 độ từ các phía và công nghệ Super Color cho độ bao phủ đến 100%. Độ sáng tối đa của màn hình là 250 CD trên mét vuông và độ tương phản là 1000 trên 1. Các nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với ánh sáng xanh lâu dài có thể dẫn đến việc bị thoái hóa niệm vàng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho võng mạc. Vì vậy, chiếc màn hình của AOC còn được trang bị các công nghệ giúp bảo vệ đôi mắt như Low Blue Light, giảm mức ánh sáng xanh đến 90%, tránh nguy hiểm cho mắt. Công nghệ Flicker Free sẽ điều tiết độ sáng của màn hình với hệ thống đèn nền LED DC thay vì điều zoom PWM, từ đó giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng máy tính trong thời gian dài. Và màn hình AOC PDS241 có hai phiên bản là 24 inch và 27 inch. Một điều đặc biệt đó là cả hai phiên bản màn hình này đều đang được phân phối chính thức bởi siêu thị máy tính An Khang với một mức giá hợp lý đến mức khiến cho bạn phải ngạc nhiên đấy. Muốn biết nó là bao nhiêu thì các bạn hãy kích vào link sản phẩm mình để bên dưới video này nhé. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ An Khang. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.